Tối ngày 12 tháng 12, tuyển Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2020. Chiến thắng này giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm. Hiệp 1 Việt Nam đã dẫn trước với tỷ số 2-0. 5 phút sau khi bắt đầu hiệp 2, hậu vệ Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Phút 90, Hoàng Đức ngoặt bóng từ biên phải rồi tung cú dứt điểm làm bó tay thủ môn Malaysia, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0, nghiêng về phía Việt Nam. Huấn luyện viên Trần Bình Sự bình luận, chiến thắng đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu ở trận thứ 2 vòng bảng đúng với yêu cầu đặt ra. Với hai bàn thắng được ghi từ sớm giúp cho đoàn quân áo đỏ chơi thông dong hơn trong hiệp nhì để giữ sức, hạn chế chấn thương. Điều mà giới chuyên môn lẫn người hâm mộ hài lòng nhất là việc rất nhiều cầu thủ của Việt Nam lần lượt được tung vào sân. Tất cả đều thể hiện được năng lực chuyên môn, giúp cho ban huấn luyện có thêm nhiều sự lựa chọn cho đội hình xuất phát ở các trận còn lại của giải.